Rồi <laughs> ok hello anh em nhá Hello anh em hello anh em Hôm nay hôm nay là tôi lại phải chơi chơi cái nick phụ của tôi đấy anh em ạ Thì anh em thấy tên tôi là Bùi Hạnh Tài và cái ảnh nền gọi là Ảnh nền trông nó giống giống với cái nick chính Nhưng mà nó cũng là cái nick phụ của tôi thôi Vì nick chính nó vẫn bị khóa livestream anh em ạ Nên là tôi chưa có like được Đấy anh em từ từ Anh em từ từ tôi vào chơi Anh em từ từ Cứ bình tĩnh anh em ạ Hôm nay chúng ta sẽ lại chơi Minecraft Hardcore anh em nhé Đây cái gua của chúng ta đây Vào đây anh em ạ Thì trong khoảng ngày tập live hồi trước ấy Là tôi tôi đã vào và tôi đã chạy về nhà rồi Tôi đã chạy về nhà và tôi sửa sang lại cái nhà một tí rồi anh em ạ Đây Tôi đã cho anh em xem cái nhà Tôi tắt wiki chưa nhỉ? Chưa ai tôi về nhà rồi nhưng mà tôi còn chưa dọn đồ nữa từ từ tôi uh, ấy cái này lên thôi đã ok rồi hello anh em hello anh em Zetus hello anh em an hello anh em <laughs> đây trước cả tôi đã chạy về nhà và tôi sửa lại một tí ấy các bạn thì uh, đây tôi đã sửa lại cái mái tôi thêm uh, mấy cái thang vào đây thôi nè trông nó đẹp hơn rồi Đấy, bây giờ trong cái trong cái nhà xí của tôi trông nó cũng có sức sống hơn một tí <laughs> được rồi chúng ta còn vào cất đồ tí anh em nhé hôm qua chơi rò Craft grab khó quá anh em ạ cho nên là hôm nay là tôi uh, chuyển qua cái này rồi <laughs> ok hello anh em vinh hello không hello anh em hạt dưa hấu này ở à, à đây các ạ trước là tôi cũng đào được khá khá sắt rồi đây tôi đã tranh thủ tôi nông sắt luôn anh em nhá đấy tôi nung sắt luôn Tôi còn chưa có cái nón nữa cũng ra đấy <laughs> Sao không nghe thấy gì hết á Thế à Anh em lại không thấy gì hết à Thế á, à? thế quá nào mà anh em lại không thấy gì à Thế quá bị lỗi không Đây để tôi chỉnh cho âm thanh nó lên tí nhá Rồi, đấy Anh em nghe thử xem là có ok chưa Chúc ông thành công trong việc siêu <laughs> Ok, thank you anh em Dùng shutter gì thế bạn à? à của tôi là tôi tôi thích dùng hai bản Một là Zeus Renew Và hai là bản BSL Hai bản này là hai bản mà tôi đánh giá là rất là đẹp Zeus thì nó đẹp trên bờ Còn BSL là, là nó đẹp dưới biển Đó. Thì anh em thích cái nào thì anh em chọn Nghe bình thường mà ok Nghe tốt là được rồi Mở cho anh em rồi chơi đi Từ từ BSL. Ừ vậy để tôi chuyển cho anh em xem thử BSL nhá. Thế nhưng mà cái BSL là nó gọi là nó hơi sáng quá đấy. Nên là nó sẽ hơi bị chói mắt anh em. Nó hơi bị chói mắt anh em một chút đấy. Nhẹ không? Ai cả. Thực ra thì tôi không nghĩ là nó nhẹ đâu. Đây, đấy, sáng chưa? Đấy nó khá là sáng đấy anh ạ. Và anh em nhìn này. Nó chói không? Nó chói không? Nếu mà anh em chơi bản BSL nhá thì là anh em sẽ vào phần shutter này rồi anh em vào phần shutter option ấy. Rồi anh em chọn cái phần color này này. Anh em sẽ chỉnh cho nó nhẹ đi. Phần color và chỉnh sky color nhá. À nhầm 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 nhầm. À ừ đúng rồi nhỏ Có đúng không? À Để từ từ tôi nhớ xem nào. Lighting à. Cái phần quái nào? À phần color à, nó cũng méo có đúng chứ các ạ. Ờ Tôi nhớ chắc có chỉnh vào nhỉ? À đây, lighting color anh em nhá. Đây này, đây này. Đầu tiên là anh em vào color này. Xong rồi anh em chọn lighting color tôi nhá. Và anh em chọn light đây này á. À. Thế anh em chọn cái dòng thứ hai nhá. Và anh em chỉnh cái anh em chỉnh cái intensity này này xuống còn có tầm 0.8 ấy á à, thì là nó sẽ làm cho canh sáng nó nhẹ đi. Nó sẽ làm cho anh em đỡ quáng mắt hơn. Đây là từ từ, tôi chỉnh nó xuống 0.65 nhá. Và đỡ hơn nữa đấy. Đây này. Thoát ra cho anh em xem. Đấy. Ui. What the f... Trời ơi. Tôi đang chỉ cho anh em. Con này nó bố láo thật đấy các bạn ạ. Bố láo, bố lếu thật. Đấy, thế anh em vào thì anh em chỉnh như vậy nhá thì nó sẽ bớt thoáng mắt anh em đi. Ok chưa? Pha đọc tiếng Anh á. Giọng cuốn như thế này ờ IV YouTube à sao? aha, KL á, xin min à? Không rõ là crap. Ôi rồi là grab khó quá anh em ạ à. Từ từ sau này tôi pro đã khó quá à, Để tôi từ từ để tôi đọc bình luận của anh em cái nhá Giọng cuốn đấy thì thank you anh em Tôi có thể inbox anh à, so, uh, cái speedrun, là speedrun khó quá Creeper à <laughs> Đây được rồi bây giờ Chắc là nó cũng nung xong rồi đấy Để tôi vào xem thử xem mà được nhiều rồi nào Được 10 rồi 10 chúng ta cũng làm được cái nón rồi Tôi đã làm cái nón luôn được rồi đấy tôi thấy cái nhà của tôi nó hơi giống cái nhà xí ấy các bạn nên là bây giờ tôi nghĩ là trong buổi hôm nay bởi vì cái nhà của tôi hơi giống nhà xí nên là anh em biết trong buổi hôm nay tôi sẽ làm gì rồi đấy tôi sẽ tôi sẽ đi tìm kim cương thì các bạn tìm kim cương chứ còn nhà và nhà xí chung là có nhà ở được rồi đúng không quan trọng quá gì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm một cái hang động thật sâu và chúng ta chui xuống em nhé sinh tồn cực khó kiểu này ủa ơi anh em yên tâm tôi mà chat co với anh em chiêu chiêu thể về anh em luôn xe út nhìn màu ấm nó đẹp hơn đúng rồi thực ra xe út nó đẹp hơn đấy đấy tôi chỉnh uh, BS là cho anh em xem thôi chứ mà tôi thì tôi vẫn thích xe út hơn nè à, tôi xin phép anh em cho tôi chuyển lại nhá đấy ấm cúng cái này này chứ đấy đẹp anh em ạ được rồi à, tôi tôi sẽ làm một thanh kiếm tôi sẽ làm một thanh một thanh kiếm sắt đi Dạ yeah để chúng ta còn chém quái chứ thay kiểm sắt cái rìu à cái rìu à? tôi có cần làm rìu sắt không tôi tôi vứt bố cái rìu đi luôn anh ạ à. tôi làm cái rìu sắt luôn yeah. mình giàu mà anh lo gì vứt cái rìu đi thế còn quốc thì uh, quốc thì chắc là tôi sẽ vẫn giữ cái quốc đá bởi vì là quốc của mình đào hơi nhiều nên là kiểu là mình cần đào hầm nhiều ấy nên là mình cứ giữ quốc anh các à. bạn có cái rìu tôi sẽ làm một cái rìu ừ. à mà tôi hết gậy rồi để tôi làm cái gậy đã Ở đây à? Ừ ok, cho anh em đi ngủ đi. Anh em đi ngủ sớm đi. Bye các em. Thì nói chung là nếu mà anh em mà không xem được like thì anh em cứ đăng ký kênh YouTube của tôi. Anh em đừng có lo, tôi là tôi like xong mà tôi luôn đăng lại lên YouTube nên là anh em sẽ không bị bỏ lỡ đâu. Nhà kho chứa đồ à? Ừ, nhà kho chứa đồ cũng được đấy nhỉ. Nhưng mà nhưng mà từ từ đó anh em bởi vì bây giờ là tôi cũng chưa có cái gì mà. Thì anh em nhìn này, bây giờ đồ đạc của tôi phò lắm. Nó cũng có nhiều ở đâu, đúng không? Nè hôm nay chúng ta đang động trước anh em nhá Đầu tiên là tôi sẽ tôi sẽ cất tí đồ Thịt heo Ôi tôi có khá nhiều thịt anh em ạ Trong lúc cất đồ tôi sẽ tranh thủ Tôi nung một tí thịt đi yeah. Tôi sẽ cất len đi để len không cử đâu Nhưng mà len là không cần đâu Nhưng mà tôi tôi cần giường Tôi cần phải có giường này Khoai à Khoai không cần đâu bởi vì tôi có nhiều thịt mà Ở sợi chỉ à đúng rồi Tôi sẽ làm mấy cây cung luôn Cái cung làm thế nào ở đây này Thế này đúng không Đúng rồi đúng rồi đúng rồi cùng này thì nói chung là mình cái làm cung trước mình chưa có tên thật nhưng mà chốc nữa là mình sẽ có tên không sao đâu kênh youtube của tôi tên là tài cát đấy tôi có để à, tôi có để cái tên ở cái tiêu đề livestream ấy à, thì anh em ấy à, đấy anh em thích thì anh em sắp mà thực ra là anh em cứ sắp đi anh em cứ sắp đi ở vì là vì là tôi đăng là mấy cái buổi livestream của tôi lên mà là anh em sẽ có thể xem lại được thoải mái lắm nên là nếu mà anh em không xem bằng like thì đừng lo cầu thang à cầu thang không cần đâu này ra thuộc à ra thuộc là không cần đâu cần câu à thực ra không cần đâu đấy, tôi có khá là nhiều đồ tôi không cần gỗ à gỗ cần đấy gỗ cần đấy thịt sống à không cần mang thịt sống đâu chốc các tôi mang hết số thịt chín này đi là được anh các bạn uhm. thế này là được rồi đấy đúng không thế này là được rồi đấy các bạn thế này là ngon rồi đấy được rồi bằng ngày thịt là cũng ok rồi dừng được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi anh em nhé chúng ta sẽ tìm một cái rãnh mà chúng ta chui xuống <laughs> rồi bây giờ tôi sẽ tìm cái rãnh nhá đây à, thanh kiếm để từ từ tôi sẽ phải tí rồi đã sẽ phải tí đồ à đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng đúng rồi anh em ơi đúng rồi đúng rồi còn một cái nữa rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm với cái sắt anh em ạ. đó là chúng ta cần phải làm số nước đấy số nước quan trọng lắm anh em ạ. thật sự là số nước rất quan trọng chút nữa là tôi sẽ cho anh em biết tại sao được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi tìm cái rãnh nhá. Nhưng mà trước tiên là anh em uh, tôi xin phép anh em cho tôi được uh, viết lại cái địa chỉ cái chứ mà chốc á đầu óc tôi nó lại đần nộn đấy, tôi lại quên đây các bạn. Ừ. Nói chung là đầu tôi nó bắt đậu lắm. Có phải là ngày thứ mấy rồi? À, đã là ngày thứ 8 rồi. Chúng ta đã sinh tồn 8 ngày trong hát ở đấy. Đấy và cái nhà của chúng ta là một cái chuồng xí, Nói chung là tôi cũng rất là giỏi đấy anh em ạ. Để chỉnh cái này thì tôi để vào đây này. À cái còn mấy cái này thôi rồi cứ để ở đây cũng được đi nhỉ. Đấy, chỉnh lại tí cho nó gọn gàng. Rồi, Chúng ta cùng đi xuống bên dưới và tìm cái rãnh ở bên dưới các em nhá. Sinh tồn tập 3 ừ đúng rồi. Tập này là tập 3 đấy các em, tập này là hát tập 3 đấy. Thực ra là nó cũng chẳng có tập đâu, nhưng mà tôi đăng ở trên YouTube ấy thì thì cái này là tập 3. Thường là ở mấy cái đầm lầy này là nó có rãnh không ấy nhỉ? Ồ. Uh, tôi đi thử xem nào. cái thuyền nhỉ? Chắc là tôi phải làm một cái thuyền À, ở bên kia có một Có một cái thảm cỏ hoa kìa Tôi qua đấy xem nào Tôi thấy mấy cái thảm cỏ hoa Ở mấy cái chỗ đầm lầy này khá là hiếm Bởi vì thường đầm lầy trông kiểu nó tối tốn nó bẩn bẩn ấy Nhưng mà tự nhiên nó có cái thảm cỏ hoa này trông đẹp phết rồi Hôm nay thì anh em muốn tôi làm gì? Hôm nay là tôi dự tính là tôi sẽ có bộ giáp kim cương anh em ạ Tôi đi đào kim cương và tôi sẽ đi đào hang động tôi thì tôi 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 đang tính là nếu mà tôi mà gặp được cái hầm mỏ bỏ hoang ấy thì nói chung là khá là phê cả bởi vì thực ra là tôi trước này tôi bị chết khá là nhiều cho cái hầm mỏ hầm mỏ là nó có khá là nhiều mà nó có, có nhận độc ấy có nhận độc rồi thì lại còn cái ô đây con ốc này thế nhưng mà giờ tôi chơi mang cái tổ của nó về có chơi online không à không anh em ạ à, cái này là tôi chơi offline thôi bởi vì tôi gà quá nè là kiểu là tôi sợ tôi chơi online kiểu là tôi xúc phạm anh em ấy nên là mẹ thôi các bạn từ từ đã một vài buổi nữa mà tôi thấy ok tôi sẽ cho la Bỏ nhỏ <laughs> Có cái làng ở đây không ta Có cái làng ấy, hay là cái rãnh gì không Hoặc là một cái Một cái công trình nào đó Để tôi vào tôi lút xem sao À có một cái Có một cái hang này Nhưng mà cái hang đấy có được cái gì không <laughs> Hôm qua tôi chơi rồi là grab xong bây giờ tôi cứ bị ám ảnh anh các ạ Bây giờ tôi nhìn thấy sỏi là, là tôi cứ bị ám ảnh chứ <laughs> Tôi vừa nhìn sỏi cái là trong đầu tôi nó bắt đầu suy nghĩ là phải là đập sỏi để lấy đá lửa xong đập đá lửa để 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 lấy mảnh đá lửa. <laughs> Trời ơi. Áo mảnh rồi là grab luôn anh các bạn. Cộng một sát vào. Ôi, thank you anh em. <laughs> thank you anh em. Để tôi cái cái này cái này chắc là nó cũng chỉ là một cái hang nhỏ anh em nhỉ. Chắc là nó không sâu đâu. Để tôi vào tôi xem thử xem là nó có gì không. ui ui Ít ra nó được của tí sắt Tôi đã đào tí sắt anh em nhá Dù sao thì tôi cũng chưa có nhiều sắt lắm Đây tôi đã cầm cái là Tôi đã cầm cái nến qua 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 bên tay trái đi Cho anh em sáng được rồi Thì nói chung là mình cầm cái bên tay trái này là Nó cũng hơi nguy hiểm đấy các bạn Nhưng mà thôi Thì phải như vậy thôi thì nó mới sáng chứ không thì nó tối lắm nhưng mà ít ra tôi có cái phụ đề ấy. tôi có cái phụ đề bên góc kia tôi có thể tôi có thể nhìn được tôi có thể gọi là cẩn thận hơn rồi, được ấy rồi. để tôi đi thử một đoạn nữa Để tôi tìm thử xem là nó có cái hầm không. à mà chắc là đêm rồi, chắc là chúng ta cũng nên đi ngủ anh em nhỏ chắc là tôi phải đi ngủ cái, chưa mà chưa mà thực ra là tôi cầm đuốc cái này thì nó hơi nguy hiểm. ok rồi, à, để tôi đấy, trời sáng rồi tôi hãy cầm khiên, rồi. ô, gió mà cháy à? à không, tôi nhìn tôi cứ tưởng do cháy. Có cái rãnh không? Ô, có chó này Và tuệ không có xương đi các bạn Bây giờ mà có xương là ngon nhỏ Ê, Ôi mà nó có con chó con này Chó con thì chúng nó không đi Chúng, chúng nó không theo đàn rồi anh em Sao bố mẹ nó ở đây mà nó ở đây nhỉ? Hình như là Hình như là chó là kiểu là nó là động vật Nó 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 sống không theo đàn hay sao ấy đúng không? Sao anh em? Anh em xem stream này có thể bị giật lag gì không? Bị giật lag hay không? Hay là âm thanh có có bị vấn đề gì không? Bị vấn đề gì không? Thì anh em có comment tôi có biết là tôi còn chỉnh cho anh em nhá. Uầy. Đúng nước đẹp thật anh em ạ. Theo kinh nghiệm của tôi là mấy cái rãnh. Theo kinh nghiệm của tôi là mấy cái ngọn núi cao cao này nó không có rãnh đâu. Không có rãnh đâu. Tôi sẽ đi vào trong cái hầm này xem thử xem nào. Có gì không À Hầm này nó đang đưa tôi xuống bên dưới này Khả năng là mình sẽ đi sâu được xuống bên dưới đấy Ô mà tới đây là nó lại đi lên rồi nó... Ớ ừ. ừ. Hầm này có vẻ là hầm thông hai đầu với anh em ạ Đây này Nó lại thông tôi ra ngoài rồi Chạy trong hầm này tôi cũng không có thấy một cái gì Tôi toàn thấy gọi là ấy thôi Có cái gì không ấy nhỉ Hình như vậy tôi vừa nhìn thấy cái gì trắng trắng ở bên này Chắc là không có cái gì đâu ông chơi crazy crap à sẽ không like nổi đâu à <laughs> thế là cái trò đấy nó nặng anh à? nhá nặng à tôi có biết tôi có biết cái mod đấy hình như là hình như là cái mod đấy nó cũng nặng mà đúng không để tôi qua bên này thử tôi thấy đảo bên này khá là đẹp ô có hang này ui mà tôi trông cái hang này trông khá là giống như kiểu là có ai đào ấy đúng không trông đẹp nhỉ Trông kiểu là người ta thời xưa xong người ta đào cái hang rồi người ta trốn vào ấy Hang ở dưới chân núi đẹp thật Tôi bơi qua nào Nặng cực à? ai chà Nặng lắm à? Thế thôi, nặng thì thôi Nặng thì không lai <laughs> Đấy, một cái hang Cái hang này là cái hang nhỏ thôi, hình như nó cũng không có cái gì cả Ô, nước này Khá là bí hiểm nhỏ Tôi vào xem thử xem nào Đẹp phết anh các bạn khá đẹp dù là nó chả có cái gì nhưng mà nó khá là đẹp cảm giác như kiểu đã từng có người sống ở đấy ấy. cái hang nữa đây, tôi vào tìm thử làm sao đây tôi vào này làm sao nào hơn 630 cái hơn 630 cái chàng ôi à? không biết giờ là tôi có đánh được con enderman không nhỉ à có la vào, ôi tốt nhất là mình tốt nhất là mình tránh nó dài kìa à đúng rồi đây nhá ấy chà có do bảo từ từ đã tôi phải xử dòm đã mà mà nếu mà không cầm đuốc thì nó tối à. Mà cầm đuốc thì thì lại không cầm được khiên. Ờ sẽ sẽ căng nhỉ. Đây đây tôi đặt đuốc ra. Đặt tôi đặt đuốc ra. Tôi xuống rồi tôi xử giom đó anh ạ. Đây các bạn nếu mà game em muốn farm Enderman ấy mà kiểu mà mà kiểu mà anh em chưa có khiên ấy hoặc là level anh em thấp rồi thì anh em sợ chết ấy thì anh em đào sâu ở bên trong này nhá. Đào tầm 3 block đào sâu sâu ở bên trong. Đấy, xong rồi thế em dụ nó. Thì anh em chỉ cần nhìn nó mắt nó ấy, đâu rồi? Đâu rồi? Ờ? Ờ? Ở ờ? đâu rồi anh em? Ở à đây à? Đấy. Đây đây đấy, đấy. Xong rồi thì anh em chạy nhanh vào cái hầm. À. Đấy, ờ. Ừ. Cái này là anh em chả có giáp gì là anh em cũng vẫn gọi là ngon lành luôn. <laughs> thôi, nói chung là tôi chơi Minecraft bình thường cái này thôi. Chó chiêu anh em ạ. Trời ơi, tôi rất con này mà nó không rơi ra một cái gì từ từ anh ạ tôi trốn vào đây đã đặt cái này vào đây Đó xong rồi tôi sẽ làm cái đuốc đã được 16 rồi cắt cái này lên đó. để tôi đi xuống sâu với em nhá bây giờ là mình cần tìm mình giờ là mình cần đi tìm, tìm tìm kim cương mà nên là tôi đi xuống sâu có sắt này đây tầng này mấy rồi ui cái này nó mê tầng thứ năm hai các bạn tôi cần phải xuống tầng 11 một đấy đây tôi hãy cầm đuốc qua bên tay này đi đào đây và thực ra là tôi nghĩ là mình cũng chả cần dùng quốc đá đâu Đúng không? Mình cứ dùng quốc sắt đi Chốc nữa mình có mình mình có nhiều sắt mà đúng không? Tôi vẫn thấy quốc đá rồi À sắt đó này Ngon quá Phải vừa đi vừa nhìn phụ đề đấy anh em à. ạ Từ nãy giờ là tôi luôn nhìn phụ đề đấy Thật ra tôi nhìn phụ đề này tôi cảm thấy là Khá là giống chơi lò lò các ạ à kiểu là hồi xưa tôi chơi nó là, là là kiểu là tôi cứ phải vừa chơi tôi vừa vừa để ý map ấy kinh lắm chứ không là nó ganh nó ăn cướp đấy ừ, tôi mãi mới xem được thế à tôi thì vừa nãy tôi nhớ là là ông có vào đó, ông comment rồi mà tôi nhớ là vừa nãy là tôi có chào an rồi mà quay lại hồi xưa thì thoảng nó cứ tp đi đâu ý thế à à thì nếu mà anh em xem like ấy, thì anh em đừng tua theo như tôi biết đấy là nếu mà anh em tua cái like trên Facebook ấy thì như cái Facebook là nó bị làm sao ấy. Thế nên là thế nên là kiểu là nó bị lỗi ấy. khi mà anh em tua là nó tua tận một phút ấy. Thì anh em đừng tua ấy, tôi là tôi thấy cái đấy. Tôi đi xuống đây mà tôi cũng không thấy cái rãnh nhỉ. Tôi nãy nó bị lỗi à thế à? Bị lỗi à anh em? Thế giờ có đâu? Tôi không thấy cái rãnh anh em ạ, à. vậy tôi đã đào thẳng xuống luôn nhá. Đào thẳng xuống để tìm cái rãnh luôn. Mà thực ra thì thì nếu mà mình mà không có cái rãnh thì 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 mình cứ đào thẳng xuống mình đi tìm kim cương cũng được. Trước nữa tôi đã chỉ cho anh em cái cách mà tôi hay dùng để tìm kim cương. Đó là một cách à, thực ra là tôi không nghĩ là nó hiệu quả. <laughs> tôi không nghĩ là nó gọi là nó quá hiệu quả đâu. Nhưng mà có còn hơn không đúng không? Thế <laughs> thôi tôi không có sạc rồi để tôi làm cái sạc đã. Cái sạc làm thế nào nhỉ? Đây đây, tôi sẽ làm gậy trước này. Rồi thì tôi sẽ ô oh, ở đây đây, may quá là tôi có đá anh em ạ may tôi có đá nè là tôi làm một sảnh đá tôi cứ nghĩ là tôi phải làm sảnh gỗ rồi tôi làm sảnh đá này rồi. này đi rồi các ạ cuối cùng chúng ta có sỏi rồi cuối cùng chúng ta có đá lửa rồi Đây nhá bây giờ anh có đá lửa ấy, thì anh em sẽ đứng vào cục đá này này sau anh em sẽ sẽ click chuột phải đấy theo theo đập đá ra các ạ và xong rồi mình gộp mình gộp nó về một cái gậy thì nó ra con dao Tôi bị ám ảnh rồi là grab anh em ạ <laughs> Hôm qua tôi chơi xong rồi tôi ám ảnh rồi anh em ạ tôi ám ảnh rồi Quá là ám ảnh luôn Đấy phá xuống thế này Nói chung là bây giờ là mình cứ phá xuống thôi Phá đến tầng 11 Hôm nay là tôi sẽ cố gắng tôi tìm được uh, Ít nhất là tôi phải tìm được uh... Tôi nghĩ là ít nhất tôi phải tìm được quốc kim cương anh em ạ Tôi phải tìm được ít Ba cục Ba cục Ba cục là tôi đã đủ làm nấy quốc Bởi vì là mình phải có quốc ấy thì mình mới đào hắc thạch mình đào hắc thạch thì mình mới mình mới làm được cái bàn phù phép anh em ạ ông sợ rồi là là grab đúng rồi áo à, ảnh lắm anh em ơi ừ. cậu một sắp nhỏ Ô, Thank thanh anh em <laughs> thanh kêu anh em từ bốn mươi ấy thì hiện giờ là nó đang có nhạc ấy chứ anh em có nghe rõ nhạc không nhạc có bé quá hay sao không nếu mà nhạc bé quá thế hay to quá thì anh em cứ bảo tôi sẽ chỉnh xuống sắt này từ nãy giờ là tôi được nhiều rồi nhỉ? ôi cũng ngon rồi đấy chứ cũng được khá khá ở đấy các bạn sỏi vào đây mình sẽ làm cái đường đi xuống đấy, phá cái này đi để tôi đi lên này tôi lại tiếp tục cái đào xuống thôi nếu ông có thể chơi với tôi à từ từ ấy các bạn từ từ để sau này để tôi gọi là tôi ngon nhá từ từ để sau này để kiểu là tôi 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 pro đã chứ là giờ tôi, tôi 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 đần quá bây giờ kiểu tôi đần lắm bây giờ kiểu tôi tôi chơi tôi, 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 tôi ngu lắm tôi hay bị chết chặt lắm anh em ạ nên là từ từ anh em nhá thực ra là tôi cũng có tính rồi đó là nếu mà tương lai mà ngon ấy tôi sẽ chơi server cùng với các em nên là chắc chắn là các em sẽ có cơ hội giao lưu với tôi thôi không sớm thì muộn đấy thì cùng lắm là thì nếu mà muộn quá thì 10 năm nữa nhỉ yeah. thì cũng đâu có muộn lắm đâu đúng không lúc đấy là tôi cũng uh, sắp xỉ uh, sắp xỉ chín tuổi rồi nói chung là nó cũng không quá muộn đâu đấy chắc cả tôi vẫn chơi hẹo đâu sao không nghe được nhạc nhỉ thế á có nghe rõ nhá À Thế quái nào mà lại có anh em Có nghe rõ mà lại có anh em Thì không nghe được nhỏ Tôi đào xuống một cái hang này anh em. Thế hơi nhỏ à Thế tôi uh, cho to thêm nữa nhá Tôi cho to thêm nữa nhá Tôi vào tùy chọn uh, Nhạc âm thanh ở đây tôi, tôi cho lượng tổng to lên À mà thôi Tôi cho âm nhạc to lên đi Ok đấy, Thế là chắc là ngon rồi đấy Bây giờ tầng bao nhiêu Bây giờ mới tầng 23 rồi Tầng 23 Nói chung là chúng ta Vẫn chưa có tìm được anh em ạ Nhạc bé về là Từ từ anh em, anh em gắt quá Nhạc bé à Nhạc bé cho to lên nữa nhá à, uh, 50, uh, 56 đi 56 là được rồi đấy Chứ mà to to quá tôi sợ là anh em bị đứt tay Đây chúng ta chặn cái lava lại anh em nhá chặn nó lại đã à, uh, oh! Wow Hầm bỏ bỏ hoa cái em ạ Khá là may mắn này Khá là may mắn anh các bạn Vốt nhạc to á <laughs> Vốt cái gì anh em Giờ mà anh em cứ muốn là tôi cho nhạc to mà anh em Vốt cái gì Đấy Cái gì đấy Tôi nghe tiếng la vào xì xì Mà tôi cứ tưởng là creeper các bạn Đây nhá Bây giờ là nó Nói chung là vào hầm mỏ thì anh em phải cầm khiên ra Bởi vì là bọn nhện nó rất là kinh Và nếu mà anh em mà đi tới cái ngã nào mà nó có hai phía này này Là anh em phải thật nhanh Anh em, thì anh em phải quay cả hai phía và anh em nhìn luôn Chứ không là anh em đớp shit đấy chặn lava lại chặn lava vào rồi và nếu mà anh em đi xong cái đường nào ấy tốt nhất là anh em nên chắn nó lại đấy bởi vì ở chốc nữa có thể là mình úp sọt anh em ạ tôi đi tôi cầm cái này em sao nào có gì không Có vẻ là không có tiếng bước chân anh em ạ Tôi chỉ thấy tiếng rung nham thôi Tôi sẽ đi vào bên này em nào Ờ à... có nhận kìa Thế nhưng mà theo tôi biết Ui dồi từ 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 Thế nhưng mà tôi khiên mà Tôi sợ quá rồi nói anh em Nhẹ đây Ra nhà mày Ba ra nhà mày Nói chung là tôi không phải sợ anh em ạ à. Đây là tôi đi xong cái đường này tôi nhốt nó vào anh em ạ Đấy tôi chắn nó vào như vậy Tối thế nhở Sao tôi tối tối thế nhở Để để xem thử sao nào Độ sáng tôi để sáng thôi mà Sáng lắm rồi đây anh em ạ Lag à Lag à? à anh em Có lag không Bây giờ thì anh em ta bị lag thì anh em comment số 1 đi rồi anh em comment số 1 đi rồi thì tôi chỉnh nhỏ xuống cho anh em Tôi chỉnh thấp cái, cái chất lượng dưới cho anh em Có lag không? Đây tôi đã đào sắt ở đây tí nhá Đây này nếu mà anh em mà gặp cái ngã bốn này này Là anh em biết là anh em phải làm gì không? Là anh em lôi đá ra Và anh em chắn nó lại Đơn giản đấy là anh em phải chắn đây trước này Rồi anh em chắn cả ba phía này lại Đó. Rồi anh em đào an toàn 100% luôn em cứ làm theo tôi chơi hardcore không bao giờ anh em chết thề về em luôn đây nữa này tới đây này cẩn thận đây này đứng một chút để mình ngâm thử để để để, để đứng một chút để mình xem thử xem mà có có, có tiếng bước chân không không lá à ok ok nó không lá là tốt rồi xem thử nào còn là không không có anh các bạn sao ở đây nó có ánh sáng à cái đuốc này là đuốc trong hầm mỏ nhá chứ không phải đuốc của tôi đâu đây này nếu mà tới chỗ này này mà anh em muốn đi tiếp ấy, thì anh em chắn hai cái đường ở lại mình đi một đường thôi, chứ mà CHCO hardcore chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không chơi phát được cả ba đường đâu. Mình cứ đi từ từ từng đường một đã. Tới đây này. Tới đây là phải nhanh đây này, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Hình như tôi nghe có tiếng của cái cục spawn nào, tôi nghe có tiếng của cái lòng spawn quái ấy. Ở đây có nước à? Ở đây có nước thế này thì cũng an toàn để tôi nhòm thử xem là uh, sao mà đi khó thế này. Tôi uh... Nói chung là ở đây không có một cái gì anh em ạ, có cục nước này chắn cái cục nước lại hết đuốc rồi Hãy tôi làm thêm đuốc cái đã rồi bằng cái đuốc chắc cũng đủ rồi tôi đây nhá tới đây rồi chúng ta tiếp tục chắn đường này tiếp anh các ạ đấy mình chắn nó lại tiếp rồi rồi mình đã đặt đuốc rồi mình đi tiếp đấy cứ làm như vậy là không bao giờ chết các em nhá tôi nghe tiếng sky các bạn không lag nhé ok ok không lag là tốt rồi không lag là tốt rồi bây giờ là tôi sẽ mở một đường ra chúng ta sẽ đi một đường À, cái đường này có lava, có lava này, ô, có sắt kìa. nếu mà anh em mà gặp tình huống cái này ấy, thì anh em có thể làm cái này đào bên trong, à, và chúng ta sẽ đi ở bên trong anh các ạ thế nhưng mà anh em đào rồi anh em đứng nhìn đã nhá, đứng nhìn thử xem, ôi đấy, lava nó có chảy qua đấy, chắn nó lại, đấy, mình chắn nó lại như vậy, ok chưa? lava nó đã không chảy qua nữa, đấy, ngon đấy, Xong bây giờ mình đào thôi, đào sắt tầng thứ 22 Đấy Tất cả các cách đấy là cách để anh em có thể sinh tồn nó Gọi là 100% an toàn trong hardcore đấy Đây nhá nếu mà khi anh em đào ấy Mà anh em thấy ở bên trên âm thanh kỳ quái Cái quái gì mà tôi lại nhìn thấy Cái phụ đề nó hiện đây, âm thanh kỳ quái Nếu mà anh em mà nhìn thấy ở, ở bên trên nó có cái đường này này Thì em chắn nó lại nhá Bởi vì nó có thể là có con creeper là nó rơi xuống đấy Nó rơi xuống vào điền sau lưng cái kéo này Nó rất là ghê Nên là mình đi đâu ấy là mình phải chắc ăn Anh em phải chắn hết lại Tôi nghe tiếng zombie các bạn Ok <laughs> Hello anh em Cường Hello anh em Ở đây không có gì này Úi dồi ôi, nó có một cái hầm to lắm ở trên này anh em phải cẩn thận đấy chứ không là rơi đầu mình đấy Bởi vì à, tôi cũng đã khá là nhiều lần tôi bị chết bởi vì à, tôi bị rơi xuống rồi Kiểu là tôi bị con creeper rơi xuống nó nổ tôi ấy Đây Đây là tôi sẽ đi qua cái đường bên này nhá Phá à, cái đường bên này ra Cắm đuốc vào đi Vừa đi vừa nhòm trên đầu đấy Thỉnh thoảng nó có mấy cái lỗ ấy Kinh lắm À này có vàng này Ngon quá tôi Cầm đuốc coi, tôi đào Hero Bride á <laughs> Không có Hero Bride đâu anh em Hero Bride là Gọi là, là Là do do người ta chế ra thôi Chứ mà tôi nghĩ là nó không có đâu Chúng ta có khá là nhiều sắt rồi đấy Tôi nghĩ là chúng ta cần vậy đủ rồi Sắn cái đường ở lại Chúng ta tiếp tục đào xuống tầng 11 đây anh em nhé Sau đó chúng ta cùng đi tìm kim cương ấy thì nếu mà anh em đào xuống ấy thì anh em cứ đào chéo cái này này chứ anh em đừng đào thẳng một đường xuống nhá về đào thẳng một đường xuống là khả năng cao là cái rơi vào lava á à, chả có rong này từ từ đã khi mà anh em gặp rong ấy thì anh em phải cẩn thận bởi vì là có thể là bên dưới này, này nó sẽ có nhiều rong hơn là một con nên là phải thật cẩn thận đây, anh em ạ đào rộng nó ra để nhìn xem tình hình thế nào đã tưởng tượng á rồi rồi cương má cướp đấy ở à đó nó có vài con luôn đây này đây này có một cách để anh em có thể xuống đây an toàn đó là anh em dùng nước nước nó sẽ đẩy bọn rom ra và anh em sẽ có thể xuống và anh em sẽ không phải lo gì hết đó ok chưa đấy ui có quái các bạn khiên ra từ từ anh ạ từ từ để tôi giết bọn này đã cho nó bớt tối đã đây này tôi cầm thuốc rồi đấy thì em cứ đặt nước ra vậy nhá kiểu là cái nước thì mình đã làm chậm vào nó nói nó là mấy công cụ nó khá là khá là có ích Đấy Chị hát cò là không bao giờ chết luôn anh em ạ Tôi bảo anh em rồi mà tôi tải cá hát cò mà anh em Đấy xong rồi mình phá cái nước đi thôi Chúng ta lấy than này Tôi thấy cái đường này là nó đang đưa tôi xuống nữa này Tôi sẽ xuống thử cái đường này Tôi đang chơi liên minh à Ok thế anh em cứ chơi đi Ah, à, Scare 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 Còn láo thật cái lúc là mình đánh quái là mình cũng phải nhìn ở đằng sau anh em nhé, chưa mà anh em đừng có tập trung đánh quái quá, vì có thể là đằng sau nó có con creeper, đừng có nhìn anh em đấy, ghê lắm, không đùa đâu anh em ạ, à. cẩn thận. thực ra tôi thấy sắt của tôi cũng đủ rồi, nhưng mà nếu mà mình gặp sắt ấy thì mình cứ đào đi, vì ông trời cho mà, đúng không? Ừ, ông trời cho mà cứ đào đi. <laughs> ok, hello anh em khoa, hello anh em, em chơi với anh ơi à? từ từ đấy các ạ từ từ tương lai anh em nhá tương lai để tầm chục năm nữa để tôi kiểu là tôi 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 tôi, pro hơn tí nhá Chưa mà giờ tôi gà quá cái redstone này cũng cần này cái redstone này cũng khá là cần để tôi xây máy này nói chung là thực ra là bây giờ tôi cũng chưa có tính xây máy lắm nhưng mà tôi nghĩ là tương lai chúng ta sẽ cần thôi tôi tôi đi động là tôi rất là hay vứt mấy cái đá diorit rồi đá hoa cương cái thứ ra này bởi vì là tôi không có dùng <laughs> vừa mới sinh tội hát co xong vừa chết rồi anh em <laughs> tôi biết cái cảm giác cái mà anh em tôi biết cái cảm giác cái mà thế nên là tôi mới làm hát co là để tôi để tôi chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đấy đấy thì nếu mà anh em thích thì anh em <laughs> thì anh em cứ xem sim ủng hộ tôi nhá đây chúng ta sẽ biến cái này thằng hát thằng hát thằng, H, thằng, H, thằng H này thằng phá cái này đi đấy phải cẩn thận đây các chứ không là mình rơi xuống lava là mình cũng thổ lắm đấy tầng bao nhiêu rồi tầng 14 rồi Tầng 14 là sắp tìm mấy kim cương ở đây các ạ Tôi đã đào xuống tiếp luôn nhá Ông là người chơi Minecraft hardcore cẩn thận nhất luôn đấy Tự nhiên rồi anh em lại nói thừa Anh em lại nói thừa Anh em cứ như kiểu là anh em mà... Cứ như kiểu là tôi không biết ý Anh em thừa thế nhở <cười> <cười> Tôi quá quốc của anh ạ à. Bây giờ tôi sẽ nung ấy tí đã Tôi sẽ nung sắp tí đã nhá Đấy Chúng ta sẽ cùng à cùng dừng chân một tí, tôi nung một tí rồi. À đây tôi có thịt luôn. Tôi sẽ tranh thủ để tôi làm một cái lò nung mới và tôi sẽ nung thịt luôn. Thôi rồi, tôi làm bốn cái lò nung đây các ạ. Tôi nung cho nó nhanh. Đây tôi chia số sắt ra. Tôi chia số than ra luôn. Đây tôi chia một nửa sắt qua đây luôn này. Đó. Và bên à bên này tôi cũng chia thêm ra luôn. Tôi cho vào đây, cho vào đây. À lấy bên này ra, rồi. À sắt vào đây, sắt vào đây. Cái còn cái này à? cái này mình nung thịt đi nhờ mình nướng thịt đi chốc nữa là mình cũng cần mà để tôi làm thêm lò nung luôn anh ạ bởi vì tôi thấy là tôi vẫn còn cái quặng vàng kiểu tôi làm thêm một cái lò nữa lò nữa để ở đây để. Uhm, tôi nhìn xem là cái nào còn nhiều than đây nung rồi à. chúng ta cũng đợi tí em nhá sao nhiều sắp thế chả nhiều chả nhiều anh em đây là lý do tại sao mà anh em nào xem hát thì anh em cũng đều bảo tôi hack bởi vì tôi đi đào nhiều chứ sao mà anh em xem thì anh em chả tập trung rồi xong rồi đi Xong rồi thì anh em bảo tôi hack Tôi chưa hát có lúc nào là tôi cũng bị kêu hack buồn cười 11 ừ Tôi đang ở tầng 14 À đây Trong lúc mà nó nung thì À đây đây Tôi có đá mà đúng không tôi làm tạm cái quốc đá Và tôi sẽ đào một chút bằng Bằng quốc đá Gỗ của tôi đâu ấy nhở À đây đây Có gỗ đây rồi À chết cha Đây thì phải làm quốc bằng cái này chứ Ok. Đấy hey, thì trong lúc mà mình đã nung thì mình sẽ xuống mình đào trước anh em nhá. Đồ ăn smoker à? À, hình như là cái smoker là mình làm bằng cái. Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đúng rồi. May là có anh em nói đấy. Tôi nhớ là cái smoker là mình sẽ làm bằng uh, lò nung rồi thì uh, bằng cái thân cây đúng không? Đây này. Đúng rồi. Chứ mà thực ra là tôi chơi Minecraft tôi hơi tối cổ hộ kiểu là tôi cứ làm theo mấy cách mà <laughs> mấy cách mà mà, mà 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 lâu rồi ấy. Cho nên là tôi gọi là tôi có hơi tối cổ ở đây em thông cảm tí nhá ờ. Ừ. Đấy ngon rồi đấy Ố sách đấy. À sách này là tôi lút được ở hồi trước ấy Tôi lút được ở cái ở Cái lồng spawn zombie đấy đúng không Tôi còn nhớ anh các ạ Sách chân lạnh này bây giờ mình có cái đe À ngon quá Thế này là mình sẽ có cái đe đấy Thế này là mình có cái đe đấy anh bạn ạ Tôi có nhiều sách thế này chúc là tôi làm được cái đe đấy nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng tôi làm được một cái giày kim cương sau đó là tôi sẽ ép quyển cho lạnh và cái giày kim cương Được đấy, hợp lý Rồi. Yeah. Hình như bản 1.17 Từ từ ấy tôi nhóm xem nó quá không đã Hình như bản 1.17 Em mẻ rõ kiếm trên núi cao anh là là, là sao? Mẹ rồ kiếm trên núi cao là sao? Buồn cười họ chơi hay giỏi thế mà bỏ hacker hơn <laughs> Người anh em, hello anh em Tôi có một sinh viên à Tôi có một server Sinh tồn khá hai ông vào thử play không Ừ, ok. Nếu mà tương lai mà ok thì nói chung là tôi không ngại và chơi với anh em đâu. Anh em đừng có lo. Tầng bao nhiêu là kim cương, tầng 11 tổ kim cương anh em nhá. Đi mai từ nay tới giờ chả nhiều trả nhiều đúng rồi anh em. Không xem cái gì. <laughs> Ngon đây cả. Đấy, có khá là nhiều rồi. Thế nhưng mà nói chung là bây giờ là mình cứ từ từ đã. Chứ mà bây giờ là tôi tôi làm luôn cái đe thì tôi đã có cái gì đâu, đúng không? Tôi còn chưa có cái gì kim cương mà cái cái này nó gọi là cái lò nướng thịt đúng không cái lò nướng thịt thì mình cứ để đi mình cứ để cho nó hoạt động anh ạ à. để chúng ta sẽ làm cái cuốc chúng ta đây tôi vứt cái cuốc đá ra đi Vừa vậy tôi làm cái cuốc đá tôi đào tạm thôi tôi sẽ làm một cái cuốc một cái cuốc sắt tôi sẽ làm một cái cuốc sắt và xong đó chúng ta sẽ cùng đi đào kim cương anh em nhá từ từ tôi tôi, tôi, tôi uống nước tí đã anh em nhá tôi hơi bị khát rồi nó spawn trên núi cao quá spawn trên núi cao ấy, thì là cái con nào spawn trên núi cao à à ý anh em là cái ngọc màu xanh mà mình dùng để đổi với dân làng hay đúng không nó spawn trên núi cao đúng không khá là hiếm đấy anh ạ thực sự là thật sự là tôi thật sự từ trước đến nay tôi chơi Minecraft là tôi là hình như là tôi chỉ có ba bốn lần nhá quái nào mà tôi lại thấy tiếng quái nhỏ để tôi chỉ có tầm 3 đến 4 lần là tôi tìm được cái ngọc màu xanh đấy. Khá là hiếm đấy. Hình như bản bảy có dê đúng rồi. Bản bảy là nó có một con dê rất là to anh ạ. Và nếu mà anh em mà trêu nó ấy là sút anh em đấy và và con đấy là nó có cái độ đẩy lùi, nó đẩy lùi mình rất là ghê. Nó sút anh em phát là anh em có thể bị rơi xuống núi đấy. <laughs> Thế nên là tốt nhất là anh em đừng có mà trêu con dê. Tôi đang ở tận tầng 8 rồi anh ạ. Tôi đã lên tầng một Đây, tầng một đây đào anh em nhá tôi sẽ đào qua bên này hôm nay chúng ta sẽ cố gắng tìm được ít nhất là ba cục kim cương ba cục là được rồi để tôi làm đấy quốc là được làm lý làm lý cái gì anh em làm lò nung quặng luôn đi à làm lò nung quặng là mình làm thế nào ấy nhở à mà thôi anh em bởi vì tôi cũng nung hết xong quặng mà mà nên là cũng chả cần lò nung quặng đâu đây thực ra tôi cũng hơi ngại đào cái sỏi này nên là tôi sẽ đào qua bên này luôn tôi sẽ không đào cái sỏi nữa đây tôi đã đào qua bên này đi Thì anh em chỉ cần đào một cái chỗ nhỏ để anh đi được cái này, này được Và anh em đã đào theo tôi này Thì anh em thì anh em sẽ đứng qua bên này này và anh em đào qua bên ngang Đào một cái chỗ qua bên ngang này này nó từng với cái đầu mình này đó Cái đào hết tầm với nhá Đào hết tầm với Nhòm xem kim cương không Đấy Xong lại đào bên này Đấy xong rồi thì mình lại tiếp tục mình đào bằng trước Chúng ta sẽ dịch qua hai ô anh các bạn đây này. À, một này hai này chúng ta đào tiếp ở đây à, Chúng ta sẽ cứ thế chúng ta đào thẳng tiếp đấy, Cứ đào như vậy anh em ạ Là khả năng chúng ta tìm được kim cương nó rất là cao Thực ra là khả năng cao thôi Chứ còn tìm được hay không là do may mắn anh các bạn ạ ừ. Nói chung là do may mắn thôi Tôi sẽ dùng cái sẻng đi tôi Dùng sẻng làm cái này cho nhanh Trong sỏi và đất hay có kim cương lắm hả à, Thế à? Nói chung là mê tín đấy anh em ạ Chứ mà tôi nghĩ là không phải đâu Thật à, Uh, thả nào lỡ nó chạm một phát nó sút rơi xuống bốc khói à à tôi có cách tìm kim cương cho người anh em à thế à không tin được luôn à thế anh em có cách tìm kim cương à tôi làm được cái beacon bằng emerald này xịn vậy thực ra là muốn làm bằng cái emerald thì anh em cứ đổi với dân làng ấy đúng không thế thì mình cứ đổi thật nhiều với dân làng là mình sẽ có cái emerald thôi đây thì cái chỗ này nó bị sỏi nè Tôi không đào có bên cạnh nha Bởi vì là tôi lười đào sỏi lắm Ê. Đấy, Tôi đào chỗ này Lấy đuốc đập À ừ đúng rồi mình lấy đuốc mình đập thì thì Mình lấy đuốc thì mình sẽ phá sỏi nhanh hơn À này có sắt này Mình cứ đào thẳng một đường dài đấy các bạn Lên mặt đất tìm khu đất sét à Sao phải tìm khu đất sét vậy anh em Cái khu đấy nó có gì à Tôi là tôi biết là đất sét là mình dùng để làm gạch được đúng không? Hình như là nó chỉ dùng để làm gạch thôi ấy. Chứ mà tôi cũng không nhớ là nó dùng để làm được gì nữa. À đúng rồi. Đất sét là mình làm được cái chậu hoa ấy nhỉ? Đấy, nó cũng khá là đẹp. À đúng rồi. Tất cả đất sét là mình làm được cái bê tông nữa. Đúng rồi đúng rồi. Tôi nhớ rồi anh ạ. bây giờ tôi đã đào thẳng này. Nói chung là chúng ta cùng cầu nguyện thôi anh em. Ừ cùng cầu nguyện là hôm nay sẽ tìm được ba cục thôi nhỉ yeah. ông tìm thấy đất sét đào thẳng xuống sau đó đào ngang mỗi bên 7 bờ auto có kim cương thế à sao em không bảo tôi sớm <laughs> ok vậy để vậy để buổi nào tôi sẽ thử làm theo cách của anh em tôi thấy cách đấy cũng khá là hay hình như là tôi cũng đã từng nghe nói hình như là tôi cũng đã từng nghe qua cách này trên mạng rồi tôi thấy nó cũng khá là hay được cái chiếc giỏ để nào thì tôi thử làm với các bạn tôi đào cái này thì anh em có nghe tiếng tôi đập đá không cái tiếng tôi đập đá nó có rõ không nó có rõ không anh em Ê, sỏi này đào thẳng có lava thế à khá nhiều sỏi các bạn Mà thực ra là cái sỏi này tôi thấy là nó không có ích lắm nhá Cái sỏi này thực ra là nó rất là có ích đối với những ai thích xây nhà ấy Kiểu là họ làm cái bê tông ấy Chứ mà tôi thấy cái sỏi này nó nó chả đấy quái gì các bạn Nó khá là phiền nữa Có sỏi này Đây tôi sẽ đây tôi sẽ phá này đi Đặt đốt vào đấy Chúng ta phải nhanh tay các bạn Phá này đi Đấy cái này nó nhanh hơn À ok Rõ à, tốt rồi <laughs> Nếu mà anh em nghe rõ thì anh em đừng có đi báo công an anh em nhé Chứ anh em báo công an là nó có thằng ăn đập đá trên stream là kinh lắm đấy anh em à Công an tới đây vô cổ tôi đi đấy Đấy, tôi thấy có nhạc khá là dịu dàng lên đấy Anh em có nghe rõ không? Anh em có thể chill không? Nếu mà anh em thấy chill thì anh em hãy comment số 1 cho tôi biết nha. Gần lava hay có kim cương à? Thế à? Hơi lag à? Hơi lag à? Đâu? Để tôi xem thử xem ta à, Cài đặt hình ảnh để tôi à, Để tôi bật cái này lên xem thử tí 98, 98 fps thì tôi không nghĩ là nó lag đâu Tôi nghĩ chắc là có thể do máy anh em Bật hơi cao đấy Thế có anh em là bị lag không? Nếu mà anh em bị lag thì anh em Thì anh em comment số 1 Cây sao à? Không, thực ra cái này nó không phải cây sao đâu Cây sao thì nó chỉ có ở bản bảy thôi Chứ còn giờ chưa có Thì nói chung là cái này là nhạc kiểu là Nó có tới một lúc thì nó có nhạc lên nó chịu lắm Vút xây nhà ở biển đã. bật x ray à thôi thôi hát quá ai chơi thế ấy, các em làm người ai làm thế đào qua đây nữa này không bị lag nhé ok ok tốt rồi tốt rồi tốt rồi tôi xin lịch like với lần đầu xem thế ông có vẻ có tiềm năng ủi tôi nói thật với game luôn tương lai tôi một triệu người xem trực tiếp tôi Tôi tự tin tôi gáy luôn đây này, tôi tự tin tôi gáy luôn Không mà thực ra tôi gáy hơi quá anh ạ thế anh em cho tôi rút lại cái lời nhá, tôi gáy hơi quá để. Thì là cái lịch like của tôi là ngày nào tôi cũng sẽ like buổi tối lúc 10 giờ thôi Thì anh em có rảnh thì anh em vào uh, uh, xem tôi chấm gió Đấy, chết mẹ rồi Tôi lại để quên cái Crab Table ở đâu đó rồi anh ạ Tôi là, tôi rất là hay để quên cái Crab Table nhá Tôi vứt cái này ra đi, tôi làm cái Crab Table mới đi Hồi dù sao tôi cũng giàu mà đúng không ấy thì là nói chung là tôi sẽ cố gắng để mà 10 giờ tối, 10 giờ tối của ngày nào nhé, là bất kỳ ngày nào. ngày nào tôi cũng sẽ đều vào tôi like trên nhóm cả. thì anh em mà rảnh thì anh em vào để em tương tác với tôi. hoặc là anh em kiểu là, hoặc là anh em mà là có một ngày mệt mỏi mà anh em muốn, mà anh em muốn chiêu, anh em muốn thư giãn, thì em cứ vào đây. Chắc chắn với anh em là anh em xem stream của tôi, 100% chiêu. Tất nhiên là anh em đừng xem lúc tôi chơi ma My... tất nhiên là anh em đừng xem lúc mà tôi chơi rò là crab bởi vì là nó đéo chiêu đâu anh ạ à. thật sự là nó đéo chiêu đâu <laughs> nếu một triệu lượt xem thì tôi vinh dự khi được xem like và nhắm với ông <laughs> đùa anh em thôi chứ làm gì cái chuyện đấy tôi cái thế thôi có lava đấy anh em bây giờ mà có kính nhỉ à? bây giờ mà có kính là tôi thể hiện trình độ cho anh em đấy nhưng mà không có kính anh các bạn có cách nào không ta à đúng rồi nếu mà anh em mà gặp một cái hồ lava ấy thì anh em có thể Ô! Oh! Kim cương. Kim cương anh em ơi. Tôi tìm được kim cương rồi. Đây là một cái hang ở dưới lòng đất luôn này, quá ngon anh em ạ. Từ từ đã. Trước khi đào kim cương ấy là đi cắm đuốc trước anh em ạ. Chúng ta không có khinh suất đâu bởi vì là có thể đang đào là creeper đến đấy. Kinh nghiệm mà gọi là 1.000 năm của tôi nó mách bảo tôi rồi. Để cắm đuốc trước. Đấy, xong rồi thì giờ đào. Dô, dô tôi nói là đào thẳng kim lava mà thế à? Để thử tôi đọc tí nhá. Ờ à, đấy, đấy cái gì à? Tôi tìm thế mà đấy cái gì? Xem <laughs> Minecraft chịu ở đợi chung kết C1 à? Cái chung kết C1 là chung kết đá bóng đúng không? <laughs> tôi tôi không có biết về 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 đá bóng lắm anh em ạ, à. hoài niệm hả? Hoài niệm mà anh em, tôi chơi cái này vì là nó cũng giống tuổi thơ mình ấy, khá là hoài niệm. Đào thử anh em nhá đầu tiên là tôi sẽ đào rộng ra đã để xem thử xem là à, có bao nhiêu cục kim cương đã ủa nó có mấy bốn cục cả, à? thế quá nào tôi mong là nó phải có được sáu cục chứ hoặc là... ôi ơ à? hình như có mấy bốn cục anh em ơi ôi ở bên dưới này còn có lava này chắn cái lava và anh em nhé chứ không là mình à... bởi vì chúng ta đều không muốn kim cương của chúng ta bị rơi xuống lava mà đúng không hình như có bốn cục thôi anh em ạ à. Creeper triệu hồi chi thuật à? đâu ừ. <laughs> anh em cứ dọa tôi mình được bốn cục rồi các bạn từ bốn cục là con rồi đấy tôi sẽ vứt cái đá này ra đi à, vứt cái đá anesis ra à, tôi sẽ vứt cái da thuộc ra đi có một cái da mà lấy kiếm cơm ở đấy được rồi bây giờ chúng ta cùng lên thôi thế này là đủ rồi à không không từ từ đã trước khi lên thì từ từ đã anh các bạn để tôi à, để tôi đào hắc thạch luôn đúng không? mình lên là mình sẽ có luôn. cặp cái đuốc ra. tay nhá. nếu mà anh em muốn đào hắc kiện thạch ấy thì uh, anh em phải có cái quốc kim cương. <laughs> tất nhiên rồi. tất nhiên rồi đúng không? quốc. đấy. tôi biết là có rất là nhiều anh em đào hắc kiện thạch là anh em đang đào là nó bị rơi xuống dưới lava và tôi biết cái cảm giác cái nó rất là bực, rất là bực cái em ạ. Nên là hôm nay tôi đã chỉ cho anh em cách để anh em có thể đào mà nó không bị rơi xuống lava luôn. Không con creeper đến người anh em mong con creeper đến á. Sao lại mong con creeper đến? Anh em anh em gì thế anh em? Không đùa đâu, hôm nay là ngày thứ 10 rồi đấy, tôi chơi 10 ngày tôi sinh tồn rồi đấy. Này chết cua tôi xóa game đấy. Lưu Ly đối diện cái hang nhỏ thế à? Thế à? Ok, về chắc tôi quay lại tôi tìm Lưu Ly. À, người anh em mong con Creeper đến rát cho anh em chơi cầu quả ok vậy để nào để nào tôi sẽ chơi cùng với anh em có lưu ly kìa thế à thôi kệ mẹ lưu ly đi anh ạ để từ từ tí tìm đây nhá nếu mà anh em muốn đào hắc thạch ấy thì anh em sẽ đào xuống và anh em sẽ đứng đúng vào cái tầng quá kẹt thạch đứng cái này này nhưng mà trước khi đào là phải nhìn xung quanh đã xem có gì không và anh em ngồi xuống anh em đi đến gần cái cục hắc thạch Đi càng gần càng tốt nhá đấy. Xong rồi thì anh em cứ đứng ở đây và anh em đào Thì khả năng mà anh em nhặt đấy cục này là cao nhất đó. Thì cái đấy là cách mà tôi hay dùng để đào đấy Tất nhiên là cái lúc mà anh em đang đào Thì anh em phải nhìn cái phụ đề nhá Nhìn thử xem là nó có Có tiếng bước chân hay không Tôi sẽ vứt cái Đây tôi vứt ừ, sỏi à Thực ra sỏi thì cũng nhiều mà vứt thì cũng phí đúng không Dạ yeah. uh, Tôi sẽ vứt cái cục thịt ra đi Nó có mấy cục thịt mà Dạ yeah. Tôi sẽ đào tôi sẽ đào 14 cục khách thạch đi. 4 cục là làm cái bàn phù phép. Và 10 cục là làm cái cổng mà. Nhờ. 14 cục đi. Hay là bốn cục thôi nhở. Chuẩn bị ngay tiếng đập bàn phím á. Không bao giờ đâu. Không bao giờ đâu anh em. Tôi thật với anh em là tôi quý cái bàn phím của tôi. Hơn cả vàng. Ngày nào tôi cũng hôn nó mà anh em. Ngày nào tôi cũng hôn cái bàn phím này. Cái máy tính này. Chuột này. Và cái cây luôn. Hồn hết luôn đây cả Cái hang nhỏ trước mặt kìa Ok Từ từ anh ạ tôi làm xong này đã Rồi đấy Từ 4 cục rồi Chúng ta cố gắng đào thêm 10 cục đây anh nhá Có cách làm cổng địa ngục mà không cần đào mà đúng rồi Thực ra thì uh, Thực ra thì đúng là nó có cách thật Nhưng mà thôi cứ đào cho nó chắc anh em ạ thì kiểu là tôi sợ tương lai tôi tôi không gặp được cái hồ lá va ấy nên là tôi cứ đào cho nó chắc để cứ chuẩn bị tốt cho tương lai anh ạ bởi vì chưa hát co mà chưa có phải chơi dễ đâu đâu nên là cứ từ từ các bạn ạ từ từ khoan nó mới nhừ ripper đang theo dõi á <laughs> anh em đừng có chôn tôi anh em chôn ai chơi anh em ôi đấy đấy mấy cái tình huống như vậy là nó rất là gọi là nó nó xảy ra rất là thường xuyên anh em ạ và nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là thốn Nhưng ổng có đủ trình để làm kiểu ấy à, Anh em, anh em khinh tôi quá nhờ Anh em khinh tôi quá Anh em, anh em thế này ấy quá Anh em cứ, anh em cứ đợi đấy mẹ Anh cứ đại đấy Đặt nước vào Đấy Tôi được 8 cục rồi Ừ, tôi cần 14 cục đúng không nếu vậy tôi cần 6 cục đấy các ạ 6 cục nữa thôi zombie con à anh không đùa với tôi đâu anh không dọa với tôi đâu <laughs> đây thì để cho thì để cho game nó gay cấn hơn một tí thì à, à, tôi sẽ tắt cái phụ đề đi đấy cho game nó gay cấn hơn để game có thể biết thế nào là trình độ à, thực sự của tài cát hardcore Tôi đang định làm speedrun hả? Anh em cứ làm speedrun đi Tôi thật với anh em là tôi uh, Thực ra đợt này tôi cũng đang làm speedrun Thì uh, nói chung là tôi rất là tự tin vào trình độ của tôi Bởi vì tôi là ca hardcore mà anh em Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em là Tôi phá đảo Minecraft dễ Và tôi uh, chết uh, 5 lần Và thật sự là Tôi cũng, uh, tôi cũng éo hiểu tại sao mà Tôi chết, chết tận 5 lần anh em ạ Mà trong khi đó thì tôi chết hardcore mà tôi lại Rất là pro mà Minecraft dễ và tôi đã chết năm lần hình như là cái chế độ dễ nó mới thật sự là cái chế độ đáng sợ nhất hay sao ấy anh ạ à? chứ mà cái chế độ hardcore nó là cái chế độ cho cái bọn gà sao ấy hình như vậy sao ấy tập tôi vào rồi cái to nó <laughs> cả năm phút nữa chết á không bao giờ luôn không bao giờ luôn anh các ạ tâm lý á tâm lý à ờ à, đúng rồi thực ra là tôi chơi hardcore Thực ra là tôi chia dễ tôi nghe tiếng uh, tôi nghe tiếng rồng là tôi đái ra máu rồi anh em ạ. Thì uh, tôi phá đảo Minecraft dễ là kiểu là trước khi mà tôi đánh con rồng là tôi phải đi tè để cho nó để cho nó đỡ sợ ấy. Chốc mình đánh con rồng người mình tập trung ấy. Đấy mẹ chơi không chốc mình đánh con rồng xong mình xong mình tè nữa mẹ ghê lắm anh em ạ. Không cần đặt bốn góc cũng được. Chỉ cần 10 cục a, à, tôi cần 4 cục nữa là để tôi làm cái bàn phù phép anh em ạ chứ không phải là bốn cục nữa là để làm cái cổng đâu anh em ạ tôi chưa chơi sinh tồn bình thường bao giờ cả toàn tự làm mod để chơi wow vậy là anh em làm mod luôn hả tôi là thường là tôi toàn chơi lại mod rồi người ta làm ấy chứ mà ôi, what the... wow ngọc này là ngọc xanh này đúng không ngọc này là ngọc lục bảo đấy này what the fuck có khá là nhiều ngọc ở đây các bạn ôi hiếm nhỉ đây là lần mà tôi gặp một cái chỗ mà Mà có tận hai cái quạng ngọc xanh luôn này hai quạng ngọc lục bảo luôn Bàn phù phép cần hai cái thôi à Thế, thế như là bàn phù phép là cần bốn cái mà anh em Hát có made in China Ủa ơi. Anh em đừng có đùa Anh em cứ khinh tôi Buồn thế Hát có made in Việt Nam đấy cơ <laughs> Mà thực ra là anh ngọc lục bảo này cũng không cần đâu mà thôi được rồi các mang về chỗ đẹp đúng không kiểu là mình làm quà ấy mình có uh, mình có quà kỷ niệm mình mang về tôi sẽ vứt uh, đây còn có ba cái thịt bò sống vứt ra luôn mình cần quái thì sống đúng không mà làm mình có cả đống thì chín các bạn cần quái gì quái là mà có tận hai quặng nhưng mà chỉ có 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 nhưng mà nó chỉ có đúng một chỉ có đúng một cục anh các bạn Cái game cả sỉ thế nào chơi hát con như kiểu sẽ có một mạng còn chơi dễ sẽ kiểu chết rồi có mạng khác nên dễ xảy ra tâm lý lắm thế à thế à thì tôi cũng khá am hiểu Plugins nên tôi thích cái gì tôi tự làm hơn wow xịn nhờ wow kinh quá anh ạ công nhận là anh em xịn đấy chứ mà tôi là tôi chịu mẹ luôn anh ạ tôi là tôi tôi là tôi không biết ô oh, hầm mỏ này wow hầm mỏ dưới tầng 17 à chết cha rồi bây giờ mà đi hầm mỏ mà không bật phụ đề lên là đúng là một thử thách thực sự đây các ạ Nó là một thử thách thực sự đấy Tôi sẽ tôi sẽ thử một chút nhá Nhưng mà nói chung là nó không có an toàn đâu Thật sự là tôi... Ui, ui dồi ôi 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 ôi, ôi. Tây Nếu mày anh em gặp... Nếu mày anh em gặp trường hợp vào đây Thì anh em đặt nước ra Do mày mày vào đây Mày vào đây Đó Anh em cứ làm cái này này Nào mày vào đây ôi Đó Đấy, thấy không? Nước rất là mạnh em ạ à. Đấy con zombie nó không phải làm được gì ấy, anh em thôi Vậy anh em chắn cái được lại À, con zombie mày nó Đấy Anh em thấy không Bây giờ thì nó làm gì ấy, anh em Đấy Đẩy nhá tôi thật với anh em Tôi Tôi vứt hết sáp vào luôn đây này Đấy tôi gặp zombie con tôi không mặc sáp luôn đây Đấy Hello em Hello em Đây tôi cầm đá đập nó luôn anh em nhá Đấy Hát chưa bao giờ là khó anh em nhá <laughs> Tôi gặp trần dần đó đấy nên là nước là rất là quan trọng anh em nhá nên là anh em chơi hardcore là anh em phải có xô nước và cái khiên nếu mà anh em mà gọi là nếu mà anh em mà có sắt đấy là anh em phải làm xô nước và cái khiên tôi thấy là hai cái đấy là hai cái quan trọng bậc nhất đấy đây tôi chỉnh cái tí đồ đã tôi chỉnh là cái này tí đây tôi chỉnh là cái này tí đấy tôi múc cái xô nước cái đi rồi ngon đấy tài gác xì ấy là sao Chơi bao lâu rồi bạn á? Chơi bao lâu rồi là sao? Thì à, tôi live thì à, tôi livestream được bao lâu rồi? Thứ hai là tôi uh, chơi Minecraft uh, được bao lâu hả? Thì à, tôi livestream là bây giờ là uh, được nhiêu rồi nhỉ? Uh, chắc là cũng tầm uh, gần tiếng rồi. Còn uh, tôi uh, chơi thì uh, tôi chơi là cũng được tầm 5 năm rồi. Nhưng mà cách đây 5 năm thì tôi chơi mỗi tí rồi kiểu là tôi chơi mỗi tí xong tôi bỏ ấy. Tôi không có chơi nhiều. À, thì uh, dạo gần đây thôi tầm là tầm uh, tầm 2 năm trở lại đây. ô what Tôi lại gặp cái ấy nữa này. Ơ ừ. ừ, cái gì đấy? Lag à? Này Tôi gặp ba cái Tôi gặp ba quặng luôn đấy các bạn Có vẻ hôm nay số tôi khá là may các bạn Cái gì đấy? Cái quái gì mà xanh cái này? À calava lava, cái lava các bạn, 58 phút rồi Nhìn lộn xộn quá à Về tôi xếp lại cho gọn nhá Đây À đá Đá này tôi xếp gọn lại này đấy. Đá vào đây này đấy. Đá, vào đây. Đấy. đá vào đây Được chưa? à, quặng vào đây Gỗ thì tôi xếp nó vào đây Thân cây ở vào đây này à, Sẻng à Dụng cụ tôi đã để hết nó vào đây nhá Đấy à, Đuốc ở chết mẹ rồi Ở à, đây đây Đuốc của tôi là tôi đang cầm trên tay Khiên thì tôi đã cầm vào đây luôn Đấy à, Được rồi cung này thực Cung mà à, ừ đúng rồi tôi cũng có được bốn cái tên này Còn cái gì không Tôi đỡ lộn xộn chơi các em. Đây Khóa này tôi đã để vào đây à, Ok chưa Giờ có để vào đây Đấy Hê lộn xộn nhá Hồi nãy em vừa nhắc Emerald xong giờ cả mỏ luôn Có vẻ là em khá là may mắn Lần trước chứ Ascor đang đào con creeper Nó nổ cây xóa 2 tháng mới tải lại <laughs> Nói chung là tôi cũng chết rồi cũng đã tầm 10 cái gua rồi 10 cây gua là do là bị nổ rồi các bạn Ông giống tui ưa à. Nhìn ghê với là tưởng hero á là sao? <laughs> À Hero hả? <laughs> Không có đâu anh em, anh em đừng lo. Chế map hardcore này được mấy ngày rồi à. Đây, hardcore này là, là, hôm nay là ngày thứ 11 rồi. Không khác gì hết à? Không khác gì hết à? Thế á? <laughs> đây, tôi đã cầm cái cục cái ra. Đấy, cầm nó ra cái ra này. Được chưa? Nó đỡ hơn chưa? Từ từ tôi uống nước tí các em nhá. Ok Tôi thấy là chúng ta Chúng ta ở dưới hầm có vẻ là đủ lâu rồi nhỉ yeah. Chúng ta sẽ cùng đi lên bên trên đây các em nhá Thì là bây giờ ấy Đi lên bên trên rất đơn giản Anh em đào thẳng này Đấy, Xong rồi anh em xây lên Thế thôi Anh em sẽ cầm đá ra Đấy, Và anh em cứ xây lên này Và tôi tôi rất là thích cái bảng Optify này Bởi vì là mình cầm đuốc ra tay trái là nó sáng Thế nên là khi mà mình xây lên này này là nó sẽ không bị tối và nó sẽ làm cho anh em thoải mái hơn. Chứ mà tối thì anh em sẽ không nhìn thấy cái gì, đúng không? Sáng ngày phê. Ai rồi cũng sẽ bị blow up bởi Creeper á. Tôi sẽ chơi cái gua để 10.000 năm anh em nhá, 10.000 năm mà tôi sẽ không bị blow up bởi Creeper đâu. Chắc chắn luôn. Nghe nói hai em Creeper muốn hộ tống anh lên trên á. Hình như là tôi nghe có tiếng zombie này các bạn ạ. Từ từ đã. À, chắc là tôi từ từ anh ạ phải đào phải đào tất thấp xuống tí bây giờ bây giờ nhá mình đang đào cái này này và tự nhiên có con creeper nó rơi xuống ấy nó nổ một phát đấy khiên thì tôi đang khiên thì tôi đang để trong này này tôi mà không rơi ra tôi đỡ kịp là tôi ăn shit đấy ạ. nè tôi nghĩ là chắc là tôi phải cầm khiên ra chắc là nó sẽ hơi tối tí thì anh em thông cảm tí nhá tôi đùa thôi <laughs> tất nhiên là tôi sẽ phải để sáng cho anh em rồi đây tôi sẽ Bây giờ phải nhanh tay các bạn Đào lên rồi xong chốc mà có creeper thì phải nhanh tay và cầm khiên ra luôn Tôi mong là nói chung là nó bình yên thôi Đúng không? Chúng ta đều chỉ muốn sống à, một cách bình yên thôi Tôi nghe có tiếng nhện nữa luôn đấy các em ạ Thảo Thảo giáp quất tay đôi với Thảo giáp quất tay đôi với zombie ấy các em ạ Thôi các em ạ Creeper chịu ồi chi thuật ta không bao giờ luôn Tí con creeper rơi xuống là toang Xong rồi bắt cọc liễu ly à? Ừ nhờ đúng rồi Tôi còn quên cả Ngọc Lâu Ly nữa Nhưng mà thôi gạo không sao đâu Nói chung là chúng ta sẽ đi hầm mỏ nhiều mà Nên là không sao đâu Tôi đào mà tôi cứ nghe tiếng nước và tiếng nhện đây các bạn ạ Tôi chỉ mong là Chúng nó đừng ở trên đầu tôi Mong là chúng nó ở bên cạnh tôi chưa đừng ở trên đầu tôi Ui ôi Ờ à... Chắn chắn nó lại Rồi 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 đấy, các bạn ạ An toàn rồi Ôi. Ơi. Từ từ anh các ạ Chắn nó lại đã Rồi có vẻ là bên trên đấy nó là một cái hang đấy Bên trên đó là một cái hang đấy các ạ Tôi sẽ phải cầm khiên rồi Chắc là tôi phải cầm khiên rồi anh ạ Để tôi lên thử nào Ui tối thế Cái gì không Nó có gì không Ở Nó không có cái gì hết đấy các ạ Được rồi Ui chết tao à? Từ từ anh ạ Sợ quá sợ quá sợ quá là bởi vì xung quanh nó có quá nhiều rẽ Thế nên là tôi thấy nó hơi sợ sợ Chúng ta Đây 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 quái này quái này Nó có nhiều rẽ là chúng ta phải cẩn thận đấy các ạ Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là Creeper nó sẽ đi tới từ hướng nào Nên là phải cẩn thận đấy Tôi tôi xuống đây đi đấy. Chúng ta đào lên ở chỗ này Cho cẩn thận Chúng ta đứng vào trong góc anh em ạ Quái nữa này Cút Giật cả bình anh em ạ Rồi ngon rồi Đấy mình đứng vào trong góc cái này là an toàn Đấy giờ mình lại đào lên thôi anh chơi game chắc hiểu là con creeper là con khốn nạn nhất đúng rồi con creeper không mà thực ra là thực ra là tôi cũng ghét uh, thực ra là ngoài con creeper ra ấy là còn một con nữa tôi khá là ghét đó là con skeleton đen và con bắn lửa ấy cái con ở trong lâu đài dưới địa ngục ấy đấy. hai con đấy là hai con mà tôi rất ghét này cả bởi vì tôi đã chết gọi là hơn nghìn lần rồi hơn nghìn lần là bởi vì mấy bọn đấy rồi hát co đi mai tâm lý cứ bất ổn bất ổn đâu đấy tôi chơi tôi thoải mái lắm anh em ạ động lực cho anh theo đuổi con đường livestream youtube <laughs> thank you anh em play đúng rồi nó con play đấy shutter gì ở đây à, shutter là tôi dùng bản seus anh em ạ seus renew và bản best là đấy một trong hai bản thì em, em thích cái bản nào thì anh em chọn có nước <laughs> thì tốt tự thấy chết <laughs> vì sỏi thận đó sỏi thận đó Blaze có nhạc lên đấy nhạc chiêu nhỉ tầng thứ 48 rồi có vẻ chúng ta là sắp lên rồi đấy anh ạ chúng ta sắp lên mà mặt đất rồi thế cha rồi tôi nói hơi nhiều tôi hơi bị đau họng rồi anh ạ tôi thấy họng nó hơi bị rát rát rồi chắc là tôi phải nói nó bé bé hại tí Wizard Skeleton đúng rồi Tôi tôm khá là đấy Con Skeleton đen chính là cái con đấy đấy Chuẩn bị chết Mì sỏi à? À không sao, tôi có sẻng mai nhé. Sỏi thật á <đó>. Ô, <laughs> oh, trời đang mưa anh em ơi Có vẻ chúng ta đang khá là gần ở trên mặt đất rồi đấy Ôi đấy, tôi lên rồi này Từ từ Tôi là trong một cái hầm anh các ạ Chúng ta xuống nước lên đi cũng nước lên để tôi luôn nhìn lên bên trên anh ạ Chứ mà tôi cứ nhìn xuống dưới đất là nó hơi ghê Ôi trời mưa này Chiêu chưa Chiêu không Đẹp anh các ạ quá đẹp Bây giờ là ngày thứ 11 nhỉ Ừ bây giờ ngày ngày thứ 11 Để Cầm khiên ta nhé Tốt rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng về nhà anh em nhé Con xương đen kia nó có đánh mình là mình bị hiệu ứng khô héo Đúng rồi là mình bị độc đấy anh các ạ Tôi khá là ghét cái độc của nó ở vùng núi cao này chắc phải y hơn 100 tôi lên đến tận tầng 85 rồi ôi đây cũng khá cao chứ nhỉ ừ, chuyến chuyển nhạc quan tài á <laughs> sao mà nghe nó bị quan đấy em <laughs> đi ngủ à đi ngủ à ok ok các em ạ vậy thì vậy thì buổi livestream stream không phải tới đây thôi anh em nhá không, vậy giờ tôi sẽ đi, uh, đi ngủ theo uh theo 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 ước muốn của mọi anh em đang xem stream anh em nhá. Ok. Thì hẹn gặp lại anh em vào vào 10 giờ ngày mai nhá. Chưa. Từ bạn vẫy lịch. Là... <laughs> hình như là tôi đang ở khá là gần cái 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 nhà của tôi đấy anh ạ đây này tọa độ nhà của tôi là là một nghìn năm trăm mà tôi đang ở một nghìn tám trăm thế còn z của tôi là nó vẫn vậy ấy. z của tôi là nó vẫn là đúng là âm hai nghìn đấy các ạ tôi ở khá gần đấy nhở bây giờ tôi chạy về nhà các em nhá về tôi sẽ chạy về nhà và tôi sẽ lút đồ à không nhầm 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 ừ, chạy về nhà và tôi sẽ cất đồ xong rồi đó là tôi sẽ xây uh, rồng rộng rộng một tí nhá có thể là tôi sẽ xây thêm một cái hầm anh ạ tôi sẽ xây tôi sẽ xây thêm một cái hầm cái hầm để tôi có nhiều chỗ chứa đồ hơn Sao vào là <cười> No <laughs> Điên nào trời ơi Anh em gắt quá Anh em gắt quá Tôi chơi anh em tí thôi mà Anh em gắt quá <laughs> Anh em gắt quá Căng thẳng quá <laughs> Ê mình, mình cứ đi cái đường này là mình về đấy Hình như là cái nhà của tôi ở trên ngọn núi đấy các bạn Cái nhà của tôi là bên dưới cái hòn đảo bay À đây đúng rồi cái nước ấy nó cũng có một cái nước rất quan trọng đó là anh em sẽ dùng để leo núi được bình thường mà anh em leo núi là anh em sẽ tốn bờ lóc để anh em mà xây ra đúng không hoặc là anh em sẽ uh, phá bờ lóc để anh em trèo lên đúng không thì anh em cứ dùng nước cái này này đấy nước có sẽ đi xuống mà nó cho anh em lên đấy nó là một trong những cái mẹo rất là phê và tôi là nói chung là tôi rất là thích dùng nước để leo núi rất là tuyệt vời đấy các bạn đốt nhà cho nóng thôi cái chuồng xí là cái nơi duy nhất mà tôi ở đấy nhà tôi đấy không đùa đâu đốt thì đốt thì tôi ở đâu cái chuồng xí dù ở, dù ở trong nó hơi bẩn thế nhưng mà nhà tôi đấy nga không đùa đâu tôi không đốt đâu comment lệnh vô dụng nhất hát co thì là sao lệnh là lệnh nào á à, điều <laughs> cái gì cơ à, họ lươn á <laughs> Chả... <laughs> giết rồng trước 15 ngày à, à nếu mà em muốn thì tôi chiều lạnh quá người anh em đốt hôm đi à <laughs> thôi đốt cái gì để từ anh ạ à. đây 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 được rồi được rồi đấy đảo bay của tôi đấy thế hay là thế hay là tôi lên trên cái đảo bay tí nhở chắc là tôi phải làm một cái đường thì tôi lên, lên trên cái đảo bay chứ nhở chứ tôi thấy cái đảo này đẹp quá mà kiểu là mình là mình cái trả làm cái gì ở đây à, đúng rồi từ từ đã chúng ta phải cắm đuốc ở bên dưới nhá cắm đuốc ở bên dưới con đảo này không là quái nó spawn ra đấy các bạn bởi vì nó tối quá là quái spawn ra đấy à, mình có cắm nhiều nhiều vào Đấy à, này là an toàn rồi bây giờ tôi đã đào một cái hầm nhỏ và chúng ta sẽ và chúng ta sẽ 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 dùng cái hầm cất đồ dùng tên nổ bay lên đó ôi anh em bị ám ảnh bắt qua rồi anh em nghiện bắt qua quá rồi xây nhà trên đó à lạnh người quá căn nhà đơn sơ <laughs> ok nếu mà buổi sau mà ok nếu mà buổi sau mà 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 bài cảm thích thì tôi sẽ xây một cái nhà trên đó tôi sẽ xây một cái nhà cho hòn đảo bay bởi vì tôi cũng khá là thích hòn đảo bay tôi sẽ làm cái thang trước này ba cái thang khá là phun đồ nhỉ để tôi cất cái đồ đó tôi sẽ cất sỏi này cất cái này đi ừ. còn cái gì cất được không cất cái giáp ngựa đi để ngọc lục bảo này tôi đi tôi đi hang động tôi tìm được ba quạng ngọc lục bảo và tôi đào cũng đúng ba cục ngọc lục bảo luôn <laughs> à này có hắc hẹn thạch này bây giờ mình cần làm cái 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 bàn phù phép à thì mình cần à, à đấy mình cần bốn cục này rồi mình cần ôi mình cần tận hai cục kim cương cả nếu vậy tôi chưa đủ rồi nếu vậy tôi chưa đủ rồi anh ạ à. À, người rồi anh em chơi bet qua tìm được dân làng chưa tôi tìm rồi tôi tìm rồi thế nhưng mà tôi bỏ làng nha các bạn bởi vì à, làng nghèo quá tôi kiểu là bản thân tôi cũng sang chảnh ấy nên là tôi phải sống ở cái nơi nào sang chảnh hơn chứ mà làng kiểu là nó xỉ nhục tôi quá vừa tiện lên xuống đẹp mát <laughs> làm thác nước đổ từ trên đã nghe hay chứ nhỏ làm thác nước rồi đặt vào được chứ nhỏ có gì buổi sau thì anh em nhắc tôi nhá tôi sẽ làm cái thác nước Hello anh em Hello anh em Thành Trung Bây giờ thì anh em mới thấy stream của tôi à <laughs> Vừa tiện lên xuống vừa đẹp mắt Ừ hợp lý đấy các bạn Thằng nó hợp lý đấy Tôi có ba Tôi có ba cái thang có vậy tôi đào xuống đây thôi à, Được rồi tôi sẽ đào thêm xuống nữa đi Đào cái này nó có khi nào mình gặp lava không anh em <laughs> Chắc là không đâu đúng không Kể. Rồi nó hơi tối rồi Tôi lấy cái ấy ra Cắm nó vào rồi À từ từ đã tôi dùng nước cơ lên mà vậy chúng ta cố gắng hoàn thành xong cái hầm rồi thì tôi nghỉ anh em ạ khi mà tôi cũng hơi đau họng rồi tôi nghỉ để tôi còn giữ sức để có gì mai tôi có livestream tiếp cho anh em anh em nhá tôi sẽ làm gỗ này tôi sẽ làm uh, đây tôi sẽ làm thật nhiều gỗ xong rồi tôi sẽ làm gậy rồi tôi sẽ uh, làm một cái thang 9 cái rồi chính cách là ok rồi đấy nhỉ? Ê người anh em chơi bet qua quên tí he he thả thả kim cương xuống lava cho mát tay em không mát đâu anh em ạ à. mát tay thế nhưng mà thế nhưng mà con tim này đau đấy không mát đâu được rồi bây giờ xuống này đặt rồi skill anh ạ à, skill cắm thang vào đặt thang ra đặt thang tới ôi vẫn thiếu thang luôn anh em ạ à. Tôi phải lên tôi làm thêm rồi Em bị thiếu đúng một cái nữa Đây rồi gậy rồi Làm thêm thêm ba cái nữa là được rồi này Trong này tôi có gậy không Ở à đây tôi cũng thừa cái này ừ, Tôi sẽ đặt gậy vào Đặt thang vào trước đúng rồi Tôi sẽ làm uh, Làm mấy cửa sập luôn Mấy cửa sập thì làm gỗ gì cho đẹp nhỉ Ơ ở ừ, à đây đây Tôi còn có mấy cái gỗ này à Thì cái cửa sập làm bằng cái gỗ này nó không đẹp đấy các bạn nên là chắc là thôi nhỉ Chắc là để nào tôi tìm cái gỗ khác chứ cái gỗ này tôi thấy nó Chết cửa sập cái gỗ này nó buồn cười lắm Chúng ta cùng đào cái hầm mấy em nhé Thế cái hầm thì anh em muốn đào bao nhiêu Tôi thì tôi khá là thích cái diện tích uh, Diện tích 5 x 5 Tôi khá là thích số 5 Tôi nghĩ chắc là uh, 5 x 5 là đủ đấy chứ nhỉ Thế anh em muốn đào bao nhiêu Có cần rộng hơn không Thế hay là 5 x 5 thôi Anh quên bảo vệ B kìa nó qua phá bét đó thế à? B là sao? Cửa sập làm bằng gỗ đen. Ừ. Tôi làm bằng cái gỗ đen đẹp thôi đấy. Cái hầm cất đồ gì sâu vậy? Sâu chứ. Bảo mật chứ anh em. Bảo mật chứ. <laughs> đẹp mà. Đẹp mà. Đúng rồi đẹp mà. 5 x 5 đi. Ôi. 5 x 5 x 5 x 5 x 5. Thôi. Đào vậy. <laughs> Đào vậy chắc à chắc là tới đời của chắc là tới đời mà tôi là ông nội chắc là tôi vẫn chưa đào xong các em ạ. <laughs> chắc là năm năm mà được rồi. Hoặc là 6x6 6. cho nó kiểu là nó thoải mái được rồi. Chứ mà chứ không cần rộng hơn đâu. Nhở. Đây là năm rồi đấy, tôi nghĩ là chắc là 6 đi nhở. 6 đi là chắc là đẹp rồi nhở. 100 nhân 100 á thôi. Thôi. Đào vậy đào vậy thì <laughs> Đào vậy thừa quá. Bây giờ đào lên bên trên nhỉ à, ờ, bên trên thì tôi sẽ đào 4 block đi Tôi sẽ đào cao 4 block Đây, tôi sẽ làm một cái ấy luôn Làm một cái sảng luôn Tôi đào đất thế này thì em có nghe rõ cái âm thanh đất không? Em có nghe được không? Có phải không? cho cao lên thêm một block đi đúng rồi phải cho cao lên để mình con nhảy chứ đúng không cho thoải mái chứ không thì mình sẽ cảm thấy là nó là nó gọi là chật hẹp quá vậy shutter hơi lỗi à ừ đúng rồi thì tôi cũng không biết là vì sao mà cái shutter nó hơi lỗi thế nhưng mà nói chung là nó không có ảnh hưởng nhiều lắm nhở nên là cũng không sao đâu anh em ạ à. ủa ôi nó có sỏi à? à, thì bị xấu mất rồi sỏi này à thắm nó vào rồi <laughs> rõ hơn đập đá ừ đúng rồi tôi tôi cũng thấy cái tiếng đất là nó nó to hơn là cái tiếng đá ấy các bạn thì kiểu là thực ra là game nó làm tính rồi nó phải cho cái tiếng đập đá nhỏ xuống chứ chứ không thì to quá thì công an tới nó bắt tôi kiểu là thằng ngày đêm này đi đập đá kiểu thế nên là nó phải cho nhỏ xuống là dối game tính rồi các bạn hẹp quá làm cái đó không được thoải mái hơi hẹp à lần sau làm nông trại tự động à nông trại tự động à Tôi không biết làm cái đấy kiểu gì Nhưng mà đúng thật là tôi chưa có một cái nông trại đúng không Nên là có thể là buổi sau à tôi tính tới chuyện là tôi sẽ làm nông trại xem sao Tôi sẽ cắm đuốc À đúng rồi Tôi làm cái đèn lồng Tôi làm cái đèn lồng tôi, tôi 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 tôi, cắm cho đẹp Từ từ à, tôi vứt cái này ra để Tôi làm tôi làm nhiều rương đã Ở à, đây Tôi sẽ dùng cái gỗ này để tôi làm rương bốn cái rương à Tôi làm nhiều vào Bởi vì cái này là hầm chứa đồ mà Đúng không 12 cái rương tôi sẽ đây đặt nó ở đây nhỉ đấy đặt nó ở đây á à, thế này là tôi thấy là hợp lý đấy nhỉ nên là hợp lý đấy các bạn đây đây à, vứt cái thanh kiếm ra tôi nhặt lại cái rìu cái rìu của tôi đâu đây cái rìu của tôi đây tôi sẽ phá cái cục cái đi tôi sẽ đặt tiếp à, thế này thì nó hơi thiên về một bên nhỉ từ từ đây anh em bởi vì là bây giờ là mình có hơi ít là mình hơi mình có cái rương nên là chúng ta sẽ đặt nó dàn xếp ra nhá đấy đặt nó thế này Đấy, ngon đấy Tôi cắt tí đồ xong rồi đó là chúng ta cùng nghỉ thôi anh ạ Ông đang xây cái gì đấy? Hầm đấy anh em Đây là cái hầm mà tôi cắt đồ đấy Đập đá ở Côn Lôn thôi Đập đá ở Côn Lôn à? Đập đá ở Côn Lôn có đúng không nhỉ? Thế hay là đập đá ở London anh em Hình như là tác phẩm đây là tác phẩm đập đá ở London đấy chứ làm lần sau làm nông trại tự động ở đặt đuốc ở police Please cái gì à? Đúng không? À? Nó hơi tối à anh em? Nó hơi tối à? Đây là tôi đã làm cái tôi đã làm cái 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 đèn lồng cho anh em này. Ờ à, Ở đâu rồi? Ờ à, à đây. Ờ à, vứt cái đèn này ra. Cầm một luốc vào. Đấy, tôi đã làm cái đèn lồng cho anh em. Hơi tối thì anh em cứ bảo. Đấy, sáng nhờ? Ui sáng nhờ? Ui sáng nhờ anh em nhờ? Trông khá sáng em ạ đây làm rồi tiện lợi vào là thế à? <laughs> tôi nhớ là đập thuốc ở tôi nhớ là đập đá ở london mà anh em đắc như đáng như tầm hồng nhà tôi à Thế quái nào mà nhà ông có cả có cả tầng hầm luôn à tầm giam giữ dân lạc à móc bắt à? à thế các sợ móc spawn ở ai cái biên tâm đập đá ở london <laughs> đúng rồi anh em lên mạng anh em tra thử đi Tôi bảo mày không tin Cái tác phẩm đấy là cái tác phẩm hồ hồi xưa tôi tủ mà Đập đá ở London Anh em đứng mà cái tôi Tôi làm hai cái đèn lồng anh em ạ Tôi đặt vào hai góc Đấy sáng chưa Thoải mái anh em chưa Thế nhưng mà sao ở đây ở tối thích à Đây này ở đây này Tôi phá cái này ra Tôi sẽ đặt đuốc vào bên dưới cái 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 thang này các bạn đây này đấy còn <laughs> đập đá à? tầng đó là hơi sang đấy <laughs> đập đá ngã từ đầu hẻo. <laughs> tôi còn là chung à hết rồi đấy để dọn tí đồ anh em đây cái rương này rương mà tôi để đá và cái rương này rương mà tôi đã để uh, quặng đấy tôi tôi để quặng rồi và tôi vào sắt của tôi vào uh, đây cái đường cạn đá tôi đã để sỏi này và đất này đất thế này uh, uh, tôi đã để hai quặng chơi nung này vào rương để quặng rồi tôi sẽ xếp lại đồ tôi sẽ xếp lại một chút đồ, tôi sẽ cầm cái cung ra này uh, cái sẻng của tôi để ở đây luôn đấy để ở đây luôn này mấy cái đồ mình dùng mình để hết ở đây than này tôi đã cắt than vào đây tối thế nhỏ vì sao tối thế nhỏ tôi để, để tôi cắm cái đuốc các em nào tôi cắm cái đuốc ra thẳng ở đây luôn đây các ạ đấy tôi cắm nó ra giữa luôn đây đấy tôi cắm nó ra giữa luôn ok chưa sáng rồi đấy nhở cái sạc đây là cái sạc tôi đây rồi cái rương này đây tôi sẽ để cái rương này rương để thang nhá à sắp tôi để vào đây đấy à cái rương này rương để gỗ tôi sẽ để mấy cái đồ lên quan tới gỗ À, cái flint và cái flint này, cái, cái đá lửa này thì là rừng cái đồ lung tung đi. Nó cũng là mấy cái đồ lung tung mà nó cũng xương để lung tung đi. Đây, à, cái cái cục gỗ để vào đây. Rồi. Ngon rồi. Tôi cầm cái này lên, được rồi. Ok các ạ. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay là chúng ta cũng đã gọi là có kim cương rồi. Khá là phê rồi. Đổ lava cho sáng. <laughs> Ông like Google đi. làm cái thác lava là sáng bao phê. <laughs> <laughs> ok các bạn ạ Thì hôm nay là tôi đấy Tôi đã có được uh, Mấy cốt kim cương Tôi đã có được uh, Khá là nhiều Khác uh, hiện thạch. Buổi sau chúng ta Sẽ cùng làm cổng địa ngục Anh em nhá Tôi đã xây được một cái hầm một Cái hầm để đồ Khá là xinh rồi Đấy Tôi sẽ up stream anh em nhá đấy, Thì nếu mà ngày mai Mà ngày mai mà không có gì Gọi là ngày mai mà không có gì uh, mai mà không có gì bất chắc Thì uh, tôi sẽ vẫn stream vào lúc 10 giờ. Anh em thích Thì anh em cứ vào xem với tôi Nhá Bye bye các nhá. Ông để cái slab ở dưới cái rương thứ hai cho nó giống à? Thế nhưng mà tôi hết mẹ gỗ rồi các em ạ. Thôi để buổi sau đi. <laughs> bye bye các em. Mai là 10 giờ các bạn ạ. mới vào xem mà em rồi hả à? <laughs> không sao đây anh em ngày mai tôi sẽ stream chim tiếp mà nên là anh em đừng có lo ngày nào tôi cũng sẽ stream chim thôi đây tiện thì đang có nhạc thì tôi sẽ ngồi tí cho anh em được thưởng thức nhạc tí nhạc chiêu mà Bye bye anh em nhá